Xin kính chào quý nhà đầu tư đến với bản tin VSOB News số 11. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý như sau. Phần 1, cập nhật thông tin đầu tư EB5 và các quốc gia châu Âu mới nhất. Phần 2, điểm nhấn đặc biệt trong các sự kiện tháng 10 của VSOB. Thông thường, các du học sinh Mỹ sau khi hoàn thành chương trình học sẽ cần phải trở về nước. Tuy nhiên, với visa EB5 cho phép sinh viên được ở lại Hoa Kỳ vô thời hạn và không cần phải lo lắng về bất kỳ yêu cầu gia hạn nào. Thông tin mới đây cho biết, các du học sinh ở Mỹ đăng ký EB5 có thể phỏng vấn trực tiếp mà không cần chờ đợi như người ở Việt Nam, khuyến khích các sinh viên quốc tế có thể ở lại Mỹ làm việc. Đây là một tin vui cho các gia đình xác định mong muốn cho con cái làm việc lâu dài tại Mỹ. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, quy tắc hiện đại hóa EB5 sẽ có hiệu lực và tăng dần đầu tư tối thiểu EB5 lên 900.000 đô la cho các dự án khu vực trọng điểm vùng TEA và 1,8 triệu đô la cho các dự án không phải vùng TEA. Do đó, sẽ chỉ còn chưa đến 40 ngày để các nhà đầu tư nhanh chóng tăng tốc để tận dụng khoản đầu tư ưu đãi cuối cùng. Vào tháng 9, tổng vốn đầu tư từ giấy phép cư trú cho hoạt động đầu tư theo chương trình Golden Visa của Bồ Đào Nha đã tăng lên 48,5 triệu euro, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm 2018. Theo thống kê của SEP, tổng cộng đã có 7.960 thị thực được cấp cho người đứng đơn chính. Chỉ tính trong tháng 9, đã có tới 75 thị thực đã được cấp. Trong đó, có 67 thị thực được cấp liên quan đến lĩnh vực đầu tư bất động sản và 8 thị thực được cấp liên quan đến chuyển nhượng vốn. Hy Lạp hiện đang lên kế hoạch thay đổi khuôn khổ thị thực vàng nhằm nỗ lực thúc đẩy quốc gia này thu hút vốn đầu tư đến từ nước ngoài. Một trong những thay đổi quan trọng được đề xuất là tăng gấp đôi yêu cầu đầu tư hiện tại từ 250.000 euro lên 500.000 euro, bắt buộc ở Hy Lạp trong một khoảng thời gian. Cách đây không lâu, Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis của Đảng Dân Chủ vừa đưa ra một chương trình kinh tế mới, trong đó có việc Hy Lạp sẽ cam kết cắt giảm thuế cho các nhà đầu tư bất động sản nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Vì vậy, ngay cả khi chương trình đầu tư quyền cư trú Hy Lạp có tăng giá, chương trình vẫn hứa hẹn là sự lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư trên thế giới. Vào giữa tháng 7 vừa qua, chương trình công dân Moldova tạm thời bị đình chỉ để tối ưu hóa chương trình, đảm bảo chúng có thể tạo ra lợi ích tối đa về chủ quyền và xã hội của Cộng hòa Moldova. Tuy nhiên, dự án liên quan đến quyền công dân Moldova có thể tạo ra hơn 400 triệu euro vốn FDI và tạo ra 10.000 việc làm cho người lao động Moldova. Vì vậy, trong thời gian tới, chính phủ Moldova nói rằng sẽ nhanh chóng đánh giá đầy đủ lại chương trình và khởi động lại quyền công dân thông qua chương trình đầu tư. Đầu tư Moldova là một cách thức lấy quyền công dân châu Âu nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư ngay từ khi ra mắt với số tiền đầu tư chỉ từ 100.000 euro. Đây là một ví dụ tuyệt vời về một quốc gia nằm ngoài Schengen, nhưng khi có quốc tịch lại có thể tự do đi lại châu Âu và Schengen. Theo Ủy ban châu Âu, nền kinh tế của Malta dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong các quốc gia thuộc của Liên minh châu Âu trong năm nay và năm tới. Nền kinh tế Malta được dự báo sẽ tăng 5,3% so với mức trung bình 1,2% trong khu vực đồng euro. Tăng trưởng dự đoán trong năm đạt tới 4,8%. Sự thay đổi theo hướng dịch vụ quốc tế, nhu cầu tiêu dùng trong nước tăng nhanh, thị trường việc làm sôi nổi chính là các yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của nền kinh tế Malta trong những năm gần đây. Lần đầu tiên, BSOB sẽ tiến hành so sánh các chương trình đầu tư và định cư hấp dẫn nhất trên thị trường, tư vấn định hướng phù hợp cho từng nhà đầu tư. Tại các sự kiện BSOP trong tháng 10 trên toàn quốc, lần đầu tiên các chuyên gia hàng đầu sẽ tiến hành so sánh các ưu thế riêng của các chương trình đầu tư định cư, mang đến những góc nhìn đa chiều hơn đến với các nhà đầu tư, tư vấn định hướng chuyên sâu đối với từng nhà đầu tư để đưa ra sự lựa chọn phù hợp với mục đích, tầm tài chính và quyền lợi mà nhà đầu tư mong muốn. Cũng trong tháng 10, nhân dịp sinh nhật Bắc Sơn Group ngày 10 tháng 10 2010, 10 tháng 10 2019, BSOB sẽ tổ chức chương trình giới thiệu ngay ưu đãi trao tay tại hội thảo đầu tư bất động sản quốc tế nhận thẻ xanh và quốc tịch. Các nhà đầu tư có thể nhận ưu đãi thông qua hoạt động thăm văn phòng BSOP hoặc tham dự sự kiện BSOP tháng 10. Nhà đầu tư nhận ngay voucher 12 triệu đồng. Ngoài ra, các nhà đầu tư còn có cơ hội nhận được quà khủng quý 4 với tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.
Để tiếp tục theo dõi và ủng hộ BSOB News, quý nhà đầu tư có thể đăng ký các kênh dưới đây của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!